Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thế giới sắc màu. Xung quanh chúng ta, mọi vật đều có màu sắc. Quả táo là màu đỏ, quả cam là màu cam, quả chuối là màu vàng, quả nho là màu tím, lá cỏ là màu xanh lá cây, bầu trời là màu xanh dương, đêm tối là màu đen, đám mây là màu trắng, đất là màu nâu, con đường là màu xám. Bông hoa thường có màu hồng, cầu vồng có 7 màu. Còn mình thích nhất là màu hồng vì màu hồng rất đáng yêu. Đồ dùng của mình thường có màu hồng, như kính của mình là màu hồng, chiếc váy của mình đặc mặt là màu hồng, chiếc cặp ba lô để mình đi học là màu hồng, em búp bê của mình là màu hồng nữa. Thế còn các bạn thì sao? Hãy chia sẻ cho chương trình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!